Xin chào toàn thể bác và anh em nhé. Thì ngày hôm nay em sẽ lên hai mẫu dây để cho bác và anh em sử dụng cho mic không dây. Thì rất nhiều các bác và anh em đang dùng mic không dây, các bác và anh em vẫn đang còn sử dụng những cái loại dây rẻ tiền và dây kém chất lượng như thế này. Thì khi các bác và anh em dùng 3 tháng, 4 tháng, 5 tháng đầu không sao, nhưng mà các bác và anh em dùng thời gian lâu thì cái dây này nó bị oxy hóa và đường truyền tín hiệu âm thanh nó sẽ bị nhiễu, bị ù, bị xì. Đôi khi các bác và anh em chỉ cần chạm tay vào cái dây này thôi cái là nó sẽ choẹt cái ra loa rất mạnh, đúng không ạ? Đấy, thì rất nhiều các bác và anh em bị cháy chép do cái dây mic không dây này nó gây ra các nhá. Đấy, thì cái dây kết nối giữa đầu thu xuống vang, xuống âm ly hay là xuống bàn mixer nó rất quan trọng để các bác và anh em có cái tín hiệu âm thanh mic chuẩn nhất hay nhất các nhá. Thì đây là cái dây mà thông dụng mà các bác và anh em dùng nhiều nhất cho những cái dòng mic không dây. Đấy, thì khi các bác và anh em sử dụng thì nó sẽ có độ sôi như này, chỗ này đấy. Thì thời gian các bác và anh em dùng thì nó sẽ có độ sôi này các nhá. Đôi khi các bác và anh em có thể là lắc cái dây này nó choẹt ra loa rất mạnh, đúng không ạ? Choẹt ra loa rất mạnh vì các bác và anh em không để ý cái dây này nó đang bị oxy hóa ở bên trong này các nhá. Oxy hóa bên trong này thì nó đang bị nhiễm ở trong bên trong này. Đấy. Thì các bác và anh em đang dùng mic không dây, các bác và anh em cần dây tốt thì bên em đang gia công những cái sản phẩm dây tốt cho bác và anh em, đó là dây 6 ly hai đầu. Thì nếu mà các bác và anh em muốn sử dụng một đường mic 6 ly sẽ sử dụng hai tay mic luôn thì các bác và em sẽ sử dụng một cái sợi dây này thôi, một sợi dây này thôi nhé, để các bác và anh em sử dụng cắm vào đường sau đầu thu nó sẽ có cái đường 6 ly một ra hai tay mic luôn, đúng không ạ? Đấy, thì đường sau đầu thu này thì nó sẽ có lỗ mic như này các bác nhá. Đấy, các bác em sẽ cắm vào. Thì toàn bộ đây là dây quặp hết các bác nhá, dây 6 ly quặp thì các bác và anh em cắm vào nó sẽ rất ổn định cho các bác và anh em, toàn bộ là đầu 6 ly xịn. Đấy, cắm vào rất gọn gàng các bác nhá. Đấy, thì bây giờ các bác và anh em sẽ cắm vào đường trước của chiếc vang. Đấy, thì toàn bộ là dắp quặp này thì các bác và em có thể là cắm đường sau đường trước đều gọn các bác nhá. Đấy, em sẽ thiết kế cho bác và anh em cắm đường trước đường sau đều gọn. Đấy, thì một số những dòng vang Theta K3 hay là một số những dòng vang X thì nó sẽ chỉ có lỗ mic đường trước thôi, thì các bác và em dùng cái dây 6 ly quặp này sẽ rất gọn các bác nhá. Thế khi mà các bác và anh em cắm cái dây 6 ly này vào thôi, cái độ sôi hầu như là không có một tí nào luôn, sử dụng dây tín hiệu bãi nhật các bác nhá, và đầu rắc xịn. Đấy, thì bây giờ các bác phải có thể lắc liếc thoải mái. Đấy, lắc thoải mái. Volume của đẩy xem để là cực kỳ lớn các bác nhá, nhưng mà hầu hết là không có độ sôi độ xì tí nào ra loa cả các bác nhá, vì đây là cái dây mà cực kỳ tốt, đường truyền tín hiệu âm thanh cực kỳ tốt cho bác và anh em các bác nhá, rất tốt. Đấy, thì cái dây này em khẳng định các bác và anh em là rất quan trọng khi mà các bác và em sử dụng mic 1 1 2 4 5 6 7 1 1 2 4 5 6 7 lên. Đấy là các bác và anh em sử dụng dây 6 ly để các bác và anh em có thể là chơi hai đường mic ra đường 6 ly này luôn. Còn nếu mà các bác và anh em sử dụng hai đường mic riêng biệt các bác nhá, hai đường mic riêng biệt, thì đôi khi các bác và em dùng những dòng vang số X12 hay là một số những dòng mic có hai đường mic riêng biệt thì các bác và em phải dùng sợi dây Canon ra đầu 6 ly quặp như thế này để các bác và em chơi hai đường mic riêng biệt. Thì cái lợi thế chơi hai đường mic riêng biệt này thì các bác và anh em sẽ giảm thiểu được cái chuyện rú rít rất nhiều các bác nhá. Đấy, thì nó sẽ tách ra hai mic cho bác và anh em. Đấy, và các bác và anh em có thể là điều chỉnh được cái chip áp cho mic 1, mic 2 rất tiện lợi, có thể là dùng cho âm ly, dùng cho tất cả các dòng vang hỗ trợ từ 2 đến 3 đường mic các bác nhá, ba cổng mic các bác nhá. Thì khi các bác và em sử dụng trên những cái dòng mic không dây thì các bác và em sẽ cắm đường Canon vào đường sau của đầu thu. Đấy. Đấy, khi cắm đường Canon này phải nói các bác và anh em là rất chặt chẽ luôn coi nhá, và các bác và anh em sẽ cắm vào lỗ mic 1 và mic 2 của chiếc vang, rồi các bác và anh em bật mic lên là các bác và em chơi thôi. Còn khi nào mic nào to, mic nào nhỏ thì các bác và anh em được lợi thế là điều chỉnh hai cái chiếc áp ở tín hiệu đầu vào cho lỗ mic 1 và mic 2 đây các bác nhá. Đấy. Đấy, khi mà các bác và em sử dụng
rắc 6 ly này thì khẳng định các bác và anh em là in thiên thít luôn, không bao giờ có độ sôi xì. Đôi khi các bác và em có thể là di chuyển dây hay là di chuyển bộ âm thanh của các bác và anh em, nó cũng không lẹt chẹt ra loa có nhá, không gây cháy chép đâu các bác ạ. Đấy, nên là sử dụng cái dây hai đường mic riêng biệt này chơi rất ok các bác nhé. Nếu mà các bác và anh em muốn sử dụng một đường mic thì các bác em sử dụng dây chất lượng là hai đầu 6 ly nha, hai đầu 6 ly này các bác nhé. Còn nếu mà các bác và anh em muốn chơi hai đường mic riêng biệt thì các bác và anh em sử dụng cho em là một đầu Canon cái ra đầu 6 ly, hai sợi để chơi hai đường mic riêng biệt các bác nhé. 1 2 4 5 6 7 ly, 1 2 4 5 6 7 ly. Bác nào mà đang có nhu cầu sử dụng cái sản phẩm dây mic 6 ly ra 6 ly như này đấy, để các bác và anh em chơi với đầu thu, hay là các bác và anh em muốn chơi hai đường mic riêng biệt thì các bác và anh em có thể là tham khảo cái dây bên em này thì bán cho bác và anh em với giá tiền là 150.000 một cặp dây Canon ra 6 ly các bác nhá, 150.000 một cặp dây Canon ra 6 ly. Còn dây 6 ly hai đầu này sẽ có giá tiền là 100.000 một sợi các bác nhá, 100.000 một sợi. Đấy, để các bác và anh em chơi. Các bác và anh em nếu mà mua từ hai sản phẩm đổ lên thì em sẽ bao ship cho bác và anh em. Nếu các bác và anh em có thể là lấy một cặp Canon được cái chẳng hạn. Đấy các bác nhá, cặp Canon được cái để các bác và anh em chơi với vang và đẩy, hay là mua thêm cái dây 6 ly hai đầu này sẽ là bao ship cho bác và anh em. Hay là các bác và anh em đang dùng âm ly, cần những sợi dây để các bác và anh em kết nối với âm ly ấy, thì có Canon cái ra đầu bông sen xịn này để các bác và anh em chơi với âm ly. Đây là toàn bộ là dây bãi Nhật các bác nhá, và sử dụng toàn bộ là rắc xịn hết cho bác và anh em, rắc chân đồng. Nên là khi các bác và anh em dùng những cái sợi dây rắc này cho bộ dàn âm thanh của các bác và anh em thì cực kỳ ổn định. Đấy, thì bác nào mà đang quan tâm đến dây rắc hay là cần em làm dây rắc như thế nào thì em sẽ làm theo yêu cầu cho bác và anh em. Đấy, cái dây rắc 6 ly để các bác và anh em chơi mic nó cực kỳ quan trọng các nhá, nó sẽ giảm thiểu cho bác và anh em là độ xôi xì và độ lẹt xoẹt ra loa cho các bác và anh em khi chơi, khi hát karaoke, khi mà sử dụng đầu thu mic không dây. Hoặc là dây này các bác em có thể là dùng mic dây. Đấy, dùng mic dây thì các bác em cũng có thể là sử dụng cái dây Canon ra đầu 6 ly này. Đấy, thì bác nào mà cần làm dây cho mic không dây, có dây ấy, thì em sẽ làm cho bác và anh em các bác nhé. Rồi, cảm ơn tất cả các bác và anh em đã theo dõi video. Xin chào, tạm biệt các bác và anh em nha.